Xin kính chào quý bậc phụ huynh cùng các con học sinh lớp 1. Nhóm tiểu học Thật Hay sẽ đồng hành với các con với bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con học môn toán lớp 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiết học được tốt hơn, các con cần chuẩn bị sách toán lớp 1, bút chì, vở bài tập toán. Và bây giờ cô và các con sẽ qua bài học mới. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con học tiếp bài 6, luyện tập chung, tiết 4. Bài 6, luyện tập chung, tiết 4. Đây là hai trang sách chúng ta sẽ học hôm nay. Các con mở sách trang 44 và trang 45. Qua bài học này sẽ giúp các con ôn tập củng cố việc đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 10. Các con biết so sánh, tách, gộp các số trong phạm vi 10. Bây giờ cô và các con sẽ qua bài tập số 1. Các con nghe cô đọc yêu cầu. Bài tập số 1. Hàng nào có nhiều đồ chơi hơn? Các con nghe cô đọc lại. Hàng nào có nhiều đồ chơi hơn? Tranh vẽ số đồ chơi có hai hàng, hàng A và hàng B. Nhiệm vụ của các con là đếm xem số đồ chơi ở hàng nào nhiều hơn. Để biết số đồ chơi của hàng nào nhiều hơn, các con cùng quan sát. Bây giờ các con quan sát ở hàng A. Hàng A có bao nhiêu đồ chơi? Quan sát ta thấy hàng A có 7 đồ chơi. Hàng B, các con quan sát xem ở hàng B có bao nhiêu đồ chơi? Hàng B có 6 đồ chơi. 6 đồ chơi như thế nào so với 7 đồ chơi? 6 đồ chơi ít hơn 7 đồ chơi. Hay 7 đồ chơi nhiều hơn 6 đồ chơi? Vậy theo các con, hàng nào có nhiều đồ chơi hơn? Hàng có 7 đồ chơi là hàng có nhiều đồ chơi hơn. Vậy các con khoanh vào hàng A. Hàng A là hàng có nhiều đồ chơi hơn. Hàng A là hàng có nhiều đồ chơi hơn. Qua bài tập này sẽ giúp các con đếm và so sánh được hàng nào có nhiều đồ chơi hơn. Hàng có 7 đồ chơi sẽ nhiều hơn hàng có 6 đồ chơi. Tiếp tục chúng ta sẽ qua bài tập số 2. Các con nghe câu đọc yêu cầu. Bài tập số 2. Chọn câu trả lời đúng. Chọn câu trả lời đúng. Câu A. Số ô tô ít hơn số máy bay. Câu B. Số ô tô bằng số máy bay. Câu C. Số ô tô nhiều hơn số máy bay. Có một bức tranh. Các con quan sát tranh xem trong tranh vẽ gì? Tranh vẽ một sân bay. Trong sân bay có những chiếc máy bay màu cam và những chiếc máy bay màu xanh. Bên cạnh đó còn có những chiếc ô tô. Vậy nhiệm vụ của các con là so sánh số ô tô như thế nào so với số máy bay? Nhiều hơn, ít hơn hay bằng nhau? Để biết số ô tô như thế nào so với số máy bay, các con quan sát tranh. Cho cô biết có bao nhiêu chiếc máy bay? Quan sát tranh ta thấy có 6 máy bay. Có bao nhiêu ô tô? Ta thấy có 5 ô tô. 5 ô tô như thế nào so với 6 máy bay? 5 ô tô ít hơn 6 máy bay. Vậy số ô tô như thế nào so với số máy bay? Số ô tô sẽ ít hơn số máy bay. Có 3 câu trả lời. A. Số ô tô ít hơn số máy bay. B. Số
ô tô bằng số máy bay. C. Số ô tô nhiều hơn số máy bay. Vậy theo các con, mình sẽ chọn câu nào là câu trả lời đúng? Do số ô tô ít hơn số máy bay, vậy chúng ta sẽ chọn câu A là câu trả lời đúng. Câu A, số ô tô ít hơn số máy bay. Câu A, số ô tô ít hơn số máy bay. Vừa rồi, cô và các con đã hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua bài tập số 3. Các con nghe cô đọc yêu cầu. Bài tập số 3. Số chấm hỏi. Số chấm hỏi. Các con quan sát tranh. Tranh vẽ một mặt của một tấm bìa. Trên tấm bìa đó có cái chấm tròn. Nhiệm vụ của chúng ta là điểm số chấm tròn của hai tấm bìa và ghi số vào ô có dấu chấm hỏi cho thích hợp. Các con quan sát. Ở tấm bìa này có bao nhiêu chấm tròn? Tấm bìa này có một chấm tròn. Tấm bìa này có mấy chấm tròn? Tấm bìa này cũng có một chấm tròn. Vậy, cả hai tấm bìa có bao nhiêu chấm tròn? Cả hai tấm bìa có hai chấm tròn. Một chấm tròn và một chấm tròn được hai chấm tròn. Vậy các con sẽ ghi số 2 vào ô có dấu chấm hỏi. Tiếp tục. Các con quan sát. Tấm bìa này có bao nhiêu chấm tròn? Tấm bìa này có 5 chấm tròn. Tấm bìa bên đây. Các con quan sát xem có bao nhiêu chấm tròn? Tấm bìa này cũng có 5 chấm tròn. Vậy cả hai tấm bìa có bao nhiêu chấm tròn? Cả hai tấm bìa có 10 chấm tròn. 5 chấm tròn và 5 chấm tròn được 10 chấm tròn. Các con sẽ ghi số 10 vào ô có dấu chấm hỏi. Tiếp tục. Tấm bìa này có mấy chấm tròn? Tấm bìa này có 1 chấm tròn. Tấm bìa này, các con quan sát xem có bao nhiêu chấm tròn? Tấm bìa này có 3 chấm tròn. Vậy cả hai tấm bìa có bao nhiêu chấm tròn? Cả hai tấm bìa có 4 chấm tròn. 1 chấm tròn và 3 chấm tròn được 4 chấm tròn. Các con ghi số 4 vào ô có dấu chấm hỏi. Tiếp tục. Các con quan sát. Tấm bìa này có bao nhiêu chấm tròn? Quan sát ta thấy tấm bìa này có 2 chấm tròn. Tấm bìa bên đây có bao nhiêu chấm tròn? Tấm bìa bên đây có 5 chấm tròn. Vậy cả hai tấm bìa có bao nhiêu chấm tròn? Cả hai tấm bìa được 7 chấm tròn. 2 chấm tròn và 5 chấm tròn được 7 chấm tròn. Các con ghi số 7 vào ô có dấu chấm hỏi. Tiếp tục. Tấm bìa này có bao nhiêu chấm tròn? Tấm bìa này có 5 chấm tròn. Tấm bìa bên đây, các con đếm xem có bao nhiêu chấm tròn. Tấm bìa này có 4 chấm tròn. Vậy cả hai tấm bìa có bao nhiêu chấm tròn? Cả hai tấm bìa có 9 chấm tròn. 5 chấm tròn và 4 chấm tròn được 9 chấm tròn. Vậy các con sẽ ghi số 9 vào ô có dấu chấm hỏi. Tiếp tục. Tấm bìa này có bao nhiêu chấm tròn? Tấm bìa này có 2 chấm tròn. Tấm bìa bên đây các con đếm xem có bao nhiêu chấm tròn? Tấm bìa bên đây ta đếm được 6 chấm tròn. Vậy cả hai tấm bìa có bao nhiêu chấm tròn các con? Cả hai tấm bìa được 8 chấm tròn. 2 chấm tròn và 6 chấm tròn được 8 chấm tròn.
Các con ghi số 8 vào ô có dấu chấm hỏi. Các con cùng đọc lại. 2, 10, 4, 7, 9, 8. Cô và các con vừa hoàn thành xong bài tập số 3. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua bài tập số 4. Các con nghe cô đọc yêu cầu. Bài tập số 4. Số chấm hỏi. Số chấm hỏi. Các con quan sát tranh vẽ những con mèo và những con chó. Ở mỗi tranh có số lượng mèo, số lượng chó, tư thế và màu sắc khác nhau. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm nhóm các con vật có cùng đặc điểm và ghi số vào ô có dấu chấm hỏi cho phù hợp. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần thứ nhất. Các con quan sát và đếm xem trong tranh có bao nhiêu con vật. Quan sát và đếm được trong tranh có 6 con vật. Vậy nhiệm vụ của chúng ta là sẽ tìm nhóm con vật giống nhau để ghi số vào ô có dấu chấm hỏi. Các con quan sát trong 6 con vật này có bao nhiêu con chó và bao nhiêu con mèo. Quan sát ta thấy trong 6 con vật này có 1 con chó và 5 con mèo. 6 con vật có 1 con chó và 5 con mèo. Vậy 6 gồm 1 và 5. 6 gồm 1 và 5. Tiếp tục. Trong 6 con vật này có bao nhiêu con màu xanh và bao nhiêu con màu vàng? Quan sát ta thấy trong 6 con vật này có 2 con màu xanh và 4 con màu vàng. 6 con gồm 2 con màu xanh và 4 con màu vàng. Vậy 6 gồm 2 và 4. 6 gồm 2 và 4. Tiếp tục các con quan sát. Trong tranh có bao nhiêu con ngồi và bao nhiêu con chạy? Ta thấy trong 6 con vật này có 3 con ngồi và 3 con chạy. 6 con vật gồm 3 con ngồi và 3 con chạy. Vậy 6 gồm 3 và 3. 6 gồm 3 và 3. Các con cùng đọc lại. 6 gồm 1 và 5. 6 gồm 2 và 4. 6 gồm 3 và 3. Chúng ta sẽ qua hình thứ hai. Các con quan sát trong tranh có bao nhiêu con vật? Quan sát ta thấy trong tranh có 9 con vật. Vậy chúng ta cũng tìm nhóm những con vật có đặc điểm giống nhau và ghi số vào ô có dấu chấm hỏi. Các con quan sát trong 9 con vật này có bao nhiêu con màu trắng và bao nhiêu con màu cam? Trong 9 con vật này có 1 con màu trắng và 8 con màu cam. 9 con vật gồm 1 con màu trắng và 8 con màu cam. Vậy 9 gồm 1 và 8. 9 gồm 1 và 8. Tiếp tục các con quan sát. Cũng trong 9 con vật này có bao nhiêu con đứng và bao nhiêu con nằm? Quan sát ta thấy trong 9 con vật này có 2 con đứng và 7 con nằm. 9 con vật gồm 2 con đứng
và 7 con nằm. Vậy 9 gồm 2 và 7. 9 gồm 2 và 7. Tiếp tục, các con quan sát. Trong 9 con vật này, có bao nhiêu con chó và bao nhiêu con mèo? Trong 9 con vật này, có 3 con chó và 6 con mèo. 9 con vật gồm 3 con chó và 6 con mèo. Vậy 9 gồm 3 và 6. 9 gồm 3 và 6. Các con cùng đọc lại. 9 gồm 1 và 8. 9 gồm 2 và 7. 9 gồm 3 và 6. Cô và các con vừa hoàn thành xong bài tập số 4. Bây giờ các con cùng đọc lại. 6 gồm 1 và 5. 6 gồm 2 và 4. 6 gồm 3 và 3. 9 gồm 1 và 8. 9 gồm 2 và 7. 9 gồm 3 và 6. Cô và các con vừa kết thúc bài học. Qua bài học này sẽ giúp các con củng cố lại việc đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 10. Các con biết so sánh, tách gộp các số trong phạm vi 10. Các con cần luyện tập thêm. Trong vở bài tập toán, các con sẽ tìm nhóm các đồ vật có hình dạng giống nhau hoặc là có đặc điểm gì giống nhau. Các con sẽ thử tách gộp những đồ vật ấy theo những nhóm thích hợp nhé. Để giúp phụ huynh kiểm tra kiến thức của các con sau mỗi bài học, mời quý phụ huynh bấm vào nút like, đăng ký kênh để cho các con thực hiện bài tập khảo sát cũng như nhận được từ nhiều bài học hay của kênh Tiểu học thật hay nhé. Nhóm Tiểu học thật hay mến chào các con, chúc các con chăm ngoan, học giỏi. Cô hẹn các con vào tiết học sau. Cô chào các con.